Xin kính chào tất cả quý vị đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, trong những ngày gần đây thì chúng ta biết là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang lưu diễn tại Mỹ. Và trước khi đi vào câu chuyện thì Cali Sài Gòn muốn nhấn mạnh một lần nữa là Đàm Vĩnh Hưng không phải là thần tượng của mình. Và mình cũng không có thích giọng ca này gì mấy. Dòng nhạc của mình là dòng nhạc quê hương. Những người như là Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Như Quỳnh, Hương Thủy, Phi Nhung, Tố My, đó, Quang Lê là những cái dòng nhạc mà mình ưa thích từ đó đến giờ luôn. Chứ không phải là Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng mà mình thấy có những cái sự đưa tin nó trái chiều quá. Đưa tin trái chiều mà đưa tin không có đúng sự thật. Cho nên mình mới muốn cập nhật tin tức và mình muốn đưa cho tất cả các bạn biết đâu là sự thật, đâu là rõ. Chứ không phải là... Tại vì mình thấy nhiều người hay vu khống mạ lị người ta quá, hoặc là đưa những tin không đúng sự thật. Và đây mình cũng coi thấy có một người ở Việt Nam, một YouTube ở Việt Nam. Anh chàng này thì luôn luôn là đi bóc phốt người khác nè. Là chuyên gia đi bóc phốt người khác và đưa tin hơi sai sự thật. Hoàn toàn sai luôn chứ không phải là hơi gì nữa chứ nghe. Nhưng mà hình như là người này có ân oán tình thù gì với lại ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhiều lắm hay sao á. Mà mình thấy là đó giờ là hay đi bóc phốt Đàm Vĩnh Hưng rất là nhiều luôn. Mình đã nói rồi, mình không phải là Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ thần tượng của mình. Nhưng mình thấy nó hơi quá đáng khi mà mình nói không đúng sự thật và cứ vu khống mạ lị người ta, thì cho nên chuyên môn hay đi bóc phốt người ta. Cho nên cái này thì mình nói là thấy nơi nào ngày nào anh chàng này cũng bị người khác bóc phốt lại cho coi à. Nhưng mà ở đây là mình chỉ không phải là phản biện, mình chỉ chứng minh cho các bạn biết, tại mình ở cũng gần mấy cái chỗ mà Đàm Vĩnh Hưng đi trình diễn như thanh thế nào mình cũng rõ lắm. Ok, và anh chàng này còn nói còn sai nữa. Chẳng hạn như là nói Đàm Vĩnh Hưng bị biểu tình ở tiểu bang San Jose. Cái chữ San Jose đọc cũng không được luôn nữa. Mà nó là tiểu bang San Jose. San Jose chỉ là một thành phố mà thôi. Nó nằm trong tiểu bang của California. Anh chàng này chỉ vừa coi tin tức là bắt đầu cái lên nói liền, nhưng mà chưa có tìm hiểu rõ. Chỉ hiểu một mà không hiểu 10. Cho nên nói rất là sai sự thật. Bây giờ chúng ta cũng tạm thời nghe anh chàng nói cái gì nha. Quý vị, buổi chiều hôm nay thì Long Lệ có nhận được một cái thông tin vô cùng thú vị và vô cùng đặc biệt từ ở cái như rằng là nước mẹ gửi về cho Long. Một cái thông tin là vô cùng người ta thường nói là nước Mỹ chứ không nói ai, nói anh đất mẹ chứ nghe. Mẹ là mẹ Tây Cơ, quê hương đất mẹ chứ không có ai đất mẹ chứ nghe. Người dùng từ là mình thấy đã sai nhiều lắm rồi. Mình thấy khi mà người này nói chuyện á thì cứ nhìn vào hình như là trong cái một tờ báo nào đó và đăng tin với Đàm Vĩnh Hưng, nhưng mà chứ không có biết rõ tin sự thật như nào, cũng không ai ở Mỹ mà gửi về cho anh chàng này chứ nghe. Chúng ta cùng chia sẻ nha. Yeah.
người Việt chúng ta có lẽ người này đã đánh đồng và ôm trọn gói khi mà tự nhận mình là người Việt chúng ta định cư tại Mỹ. Và khi mà nếu mà đối với mình, khi mà một người Việt Nam ở hải ngoại mà bị tình nghi, mới là tình nghi thôi nha, chứ chưa gọi là phạm pháp, có vấn đề liên quan đến pháp luật, thì chúng ta cảm thấy buồn và chúng ta cảm thấy rằng không nên có những sự việc gì xảy ra. Nhưng mà đối với cái anh chàng YouTube này, khi mà thấy người Việt phạm pháp hay là có người Việt có tình nghi hay là những cái tin tức gì bất lợi cho người Việt với nhau, thì anh ta tỏ vẻ ra rất là hào hứng và còn nói đây là một cái tin tích cực nữa chứ. Tôi không biết cái tin tích cực là nó nghĩa đối với anh ta như thế nào, khi thấy người Việt Nam của chúng ta nó có bị dính dáng gì đến pháp luật thì anh ta gọi là tích cực hay sao. Và hơn nữa, theo mình biết là vụ việc của Đào Vĩnh Hưng trốn thuế này kia nọ không bao giờ có chuyện đó xảy ra hết trơn á. Cái sự đây là chỉ là những cái gì, sự du khống mạ lị với nhau thôi à. Chúng ta nghĩ rằng là nó có thú vị không? Vô cùng thú vị chứ hả? Tại vì anh này không những là người Việt Nam chúng ta, cộng đồng người Việt Nam chúng ta, khán giả người Việt Nam chúng ta, và đến bây giờ anh qua Đà Nẵng bên Mỹ, anh sang tận bên Mỹ thì cuối cùng anh cũng bị cộng đồng người Việt Nam chúng ta tại chạy anh. Và người Việt cộng đồng chúng ta, xin lỗi, ở bên Mỹ này không có ai cộng đồng với chúng với anh hết trơn. Anh đã gom đủ cả nắm và cứ gọi là người Việt cộng đồng của chúng ta, và lại khẳng định rằng người Việt Nam ở Mỹ tẩy chay Đào Vĩnh Hưng, đây là một cái chuyện mà rất là vô lý. Theo mình biết được, Đào Vĩnh Hưng tổ chức bất cứ chỗ nào cũng đông nghẹt hết và không có vé bán luôn, ngay cả chính bản thân tôi mua vé cũng không có vé để mua luôn nữa. Thì như thế, như vậy là tin của cái người này lấy ở đâu? Đọc trên báo hay hoặc chỉ là nghe ở đâu gửi cho anh những cái tin mà chỉ cho là bất lợi với Đào Vĩnh Hưng mà thôi, phải không các bạn? Với hơn nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng mấy ngày trước thực ra có một cái nhóm biểu tình nhỏ, những người lớn tuổi có biểu tình tại khu Militas chứ không phải là San Jose, mà anh này cứ nói lộn hoài là tiểu bang San Jose, ở thành phố Militas gần thành phố San Jose cách 15-20 phút và nằm trong tiểu bang California. Tiểu bang San Jose Cali. Đây các bạn nghe lại nghe. Anh ta đã nhìn ở dưới giấy mà anh ta còn đọc là tiểu bang San Diego Cali. Tôi cũng chưa bao giờ ở Mỹ này mấy chục năm rồi, chưa bao giờ nghe cái tiểu bang gì mà San Diego Cali chứ nghe. Thứ nhất là thành phố San Jose, thứ hai là tiểu bang California. Lần sau nếu mà anh có đọc bài thì nhớ là kiểm chứng cho nó rõ ràng, học cho nó chính xác chút xíu. Cứ anh đọc cái kiểu này, người Việt ở Mỹ này người ta cười vỡ bụng lắm. Ở Việt Nam thì người ta nói, người ta không biết, người ta cứ cho pha cho qua thôi. Nhưng mà rất là nhiều người ở Mỹ này coi cái clip của anh, giống là những bạn bè của tôi coi cái clip của anh vừa rồi, thì ai nấy ngồi cười vỡ bụng luôn á. Thưa quý vị, hình như rằng là
Nếu mà cái anh YouTuber nữa là người Việt chúng ta, thì anh ta đã gom hết tất cả cộng đồng người Việt ở Việt Nam, ở hải ngoại này vào chung. Và nếu như vậy thì chúng tôi sẽ cho anh coi một cái clip này nhé, cho quý vị coi một clip này. Tại vì ông này hay nói câu là người Việt chúng ta, có nghĩa là ảnh cũng muốn là một thành phần trong của những người Việt ở hải ngoại này. Thì người Việt hải ngoại này thì như thế nào, chúng ta sẽ coi như thế này đấy nhé. Khi mà đánh đồng như vậy á, nếu mà muốn gom vô giống như là những người Việt đi biểu tình, là bạn bè, là đồng hương của anh chàng này luôn, thì mình sẽ coi cái clip này rồi chúng ta sẽ biết nha. Nhiều lúc mà quơ đủ cả nắm nhưng mà phải cẩn thận một chút xíu. Tôi thì tôi chỉ đứng cây giữa mà thôi, tôi thấy trẻ thấy như sao tôi nói vậy thôi à. Đó, như vậy á, có những lá cờ này luôn và lá cờ Mỹ luôn. Đó, như vậy thì cái người đạo diễn này muốn nói rằng là anh ta cũng là một thành phần trong đây nữa hả hay sao? Anh ta nói là anh ta là người Việt chúng ta. Thì giống như anh ta đã tự nhận mình là một trong những người đi biểu tình rồi, phải không? Và ở đây đây tôi cũng cho các bạn coi thêm một phần nữa là người đi biểu tình ở đây có bao nhiêu người. Nó rất là ít các bạn ơi. Đây nè. Đó. Đó. Nó chỉ có và nó rất là thiểu số lắm, rất là ít người. Còn bây giờ chúng tôi muốn chia sẻ Đàm Vĩnh Hưng qua Mỹ như thế nào nha. Tại vì nói sách á, nói thì phải đây. Đó, cũng tại chỗ này rất là đông người hâm mộ đi coi. Ở ngoài á, thì biểu tình lê khoe, nhưng mà ở trong thì quá trời đông người luôn, mà người ta ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng. Phải nói thật sự là tiếng hát này vẫn còn ăn khách, vẫn còn rất là nhiều người hưởng ứng. Ở nơi đây mình chỉ muốn nói một câu là khi mình đưa tin gì á, mình phải tìm ra sự thật, chứ mình đừng có dẫn dắt dư luận mà đặc điều quá. Mình còn coi với bạn bè, mình thấy mấy bạn bè nói ủa sao cái anh chàng ở Việt Nam này mà lấy tin ở đâu mà toàn là nói không đúng sự thật. Nếu mà không muốn nói là nói láo đó. Làm YouTube thì ai nấy cũng muốn kiếm tiền hết, nhưng mà thông tin mình dẫn dắt do dư luận thì đôi lúc mình cũng phải nói ra cái sự thật, chứ không phải là mình nói ra những điều vu khống. Mà hình như là có ân oán tình thù với Đàm Vĩnh Hưng dữ lắm nha. Lúc nào cũng đặt điều, tôi thấy là hồi đó đến giờ tôi coi mấy clip đó, đặt điều nói chuyện nè, rồi vu khống nè, rồi mạ lị nè, mà kêu Đàm Vĩnh Hưng, không phải là Đàm Vĩnh Hưng hay là sợ người ta đánh bản quyền mình hay là sợ YouTube quét hay sao á. Là tôi thấy đa số YouTube làm cái gì mà trái với lương tâm, hoặc là muốn vu khống người ta hay gọi những cái tên khác, chẳng hạn như Đàm Vĩnh Hưng thì gọi là Mr. Đồm. Cái này là không phải văn phong của một người mà có trình độ nói chuyện. Khi mà tránh né mà gọi người ta bằng những cái tên mà nó có vẻ như là thiếu tế nhị, không các bạn ha. Đây chúng ta mình xem sơ qua ha, cái cách mà những người ở hải ngoại này chào đón Đàm Vĩnh Hưng như thế nào, để cho quý vị xem. Ở dưới San Jose mới đầu tổ chức tính có một hai show thôi, một show thôi, nhưng sau đó lại không đủ vé để bán cho người ta xem, cho nên họ đã quyết định tổ chức thêm một show nữa, và nó vẫn đông như thường các bạn. Tôi thấy có những hình ảnh mà hát chung với Đàm Vĩnh Hưng thì cũng có Hồng Ngọc nè, có Quang Dũng, rồi có Đăng Nguyên, rồi có cái gì Vũ Vũ đó. Đông lắm, người đi coi cũng chẳng ít hết trơn à. Thành thử ra
khi mà chúng ta nghe là cái anh chàng này nói chuyện thì tôi thấy nó hơi không đúng với sự thật và những gì đang diễn biến ra. Ở nơi đây mình không phải là mình muốn bóc phốt ai dân á, nhưng mà mình chỉ muốn nói ra sự thật cho tất cả các quý vị đó biết được rõ ràng đâu là đúng, đâu là sai mà thôi. Bây giờ chúng ta xem lại cái anh chàng này tiếp tục ha. Lại là cộng đồng người Việt chúng ta. Anh ta này cứ nhận đại quơ đại vô là mình là giống như là thấy sang bắt quan làm họ vậy. Cứ người ở Mỹ này biểu tình, anh chàng này cũng nói là người Việt chúng ta diễn về, anh là một trong những thành phần đi biểu tình rồi, phải không các bạn ha? Về cái câu chuyện anh ta đã vướng vào cái lùm xùm về cái chuyện từ thiện, chính vì là đó cái sự thật bên trong là như thế nào. Chứ còn bây giờ chúng ta chỉ cứ ngồi nghe thì chúng ta nghe thì ở đây đó thưa quý vị, luôn luôn lúc nào cũng phải có hai phe. Phe chính nghĩa. À đúng vậy. Nếu mà người anh chàng này mà biết nói là đa chiều và hai phe để nghe nhau thì cũng mong rằng tất cả những người Việt trên toàn thế giới và ngay cả Việt Nam thì chúng ta phải bình tĩnh lắng động và phải nghe đa chiều chứ đừng có nghe một chiều như anh chàng này nói. Chúng tôi phải tìm hiểu thực hư như thế nào về vấn đề từ thiện. Anh ta cũng nói vấn đề từ thiện của Mr. Đàm này nữa. Nếu mà có sai trái, tôi nghĩ rằng là chính quyền Việt Nam đã khởi tố Đàm Vĩnh Hưng rồi, hoặc là đã không cho Đàm Vĩnh Hưng đi rồi. Nhưng mà tại sao chính quyền Việt Nam vẫn để cho Đàm Vĩnh Hưng đi? Cho nên á, các bạn thấy rõ ràng rằng Đàm Vĩnh Hưng không có tội gì hết trơn á. Ngay cả ở Mỹ này á, những cái tội trạng mà ở trên YouTube đưa ra đó là những cái tội trạng vu khống của YouTuber mà thôi. Chứ nếu mà có thì cũng đã Đàm Vĩnh Hưng cũng đã bị bắt hoặc là cũng đã bị chất vấn rồi, phải không các bạn? Mình rất nhiều cái YouTube lúc nào cũng cho mình là chính nghĩa, phe chính nghĩa, rồi bên kia hãy mà người ta phản biện thì nói là mình phe bên kia là phe không chính nghĩa. Cái chính nghĩa ở đây mà chính bản thân của anh chàng này còn nói láo nè, còn dựng chuyện nè, còn nói sai sự thật à, mà gọi là phe chính nghĩa, mình không biết chính nghĩa cái chỗ nào nữa. Cái chuyện bưng bô hay không thì mỗi người chúng ta có sự suy nghĩ riêng, phải không các bạn ha? Theo mà lập trường khác á, thì người ta nói anh chàng này đã mấy thời tháng nay đã bưng bô. Còn anh chàng này thì nói người khác lại bưng bô. Tôi cũng không biết ai bưng bô cho ai đây. Nhưng mà mình chỉ nói đúng theo sự thật, mà mình cũng không thích những gì mà dối gian, chẳng hạn như đưa lên những tin tức nó làm cho người ta hoang mang, không có đúng theo những gì đang diễn biến rõ ràng hiện giờ. Không ai có thể mà 10 điều làm tròn hết 10 điều được, đúng 10 điều được. Nhưng mà nó thưa thật với quý vị, kể cả, ví dụ tôi nói thật quý vị, cái vụ drama của nghệ sĩ vướng vào lùm xùm tiền từ thiện thì nó cũng chia ra làm hai ba phe và đánh nhau. Rồi cái câu chuyện ông nhỏ nằm yên nó cũng vậy, nó cũng chia ra hai ba phe đánh nhau. Thì cái chuyện đó thì mình cho rằng là thôi được, người bên ông này, người bên bà kia thì chuyện đó thì được. Nhưng mà thưa quý vị, có nhiều YouTube khác làm về từ thiện. Ví dụ tôi nói thật quý vị, có nhiều cái YouTube chỉ làm từ thiện, đem tiền để giúp đỡ cho bà con những bệnh đời bà khách. Rồi thì cũng có một số người vô bình luận. Đã kích Mr. Đàm rồi chống phá lại giới nghệ sĩ. Thì tôi thấy người này rất tích cực trong những tháng ngày qua, là rất là tích cực, đã phá lại giới nghệ sĩ rất là nhiều. Nhưng mà người này cũng là ăn cơm của nghiệp tổ nha các bạn. Vâng, cũng hò hát này kia nọ, cũng là một trong những người không biết
nói rằng mình là người đạo diễn, nhưng mà mình không biết đây có thực sự có phải là đạo diễn hay không. Nhưng mà nếu mà là đạo diễn thì cũng cũng là một trong những người ăn cơm của nghiệp tổ, người tổ sân khấu á. Ủa, người ta giàu có có mắc mới tới mình hay sao vậy? Đó là cái công sức của người ta làm ra, cái tài năng thiên phú người ta làm ra, và do sức lao động cần mẫn của người ta làm ra. Mà cũng sân si ganh tị nên sao, người ta có nhà lầu xe hơi thì mình mừng cho người ta chứ, không? Đó là những gì người ta tạo ra bằng đôi tay, bằng khối óc, bằng cái giọng hát trời phú ta cho. Chứ đâu phải là đem so sánh những người nghệ sĩ khác. Thì dĩ nhiên nghệ sĩ có người giàu, người nghèo. Không phải là người nào cũng giàu hết, hoặc là cũng không phải người nào cũng nghèo hết. Mà lại so sánh Đàm Vĩnh Hưng làm nghệ thuật không bằng cái móng tay của những người kia mà lại giàu có như vậy. Nếu so sánh như vậy thì quá ấu trĩ. Đâu phải là như thế. Đâu phải là một người làm nghệ sĩ 40 năm thì bắt buộc là phải giàu có đâu. Hoặc là những người mới làm nghệ sĩ hay là ca sĩ mới vài ba năm thì người ta giàu, người ta phất lên như vậy thì nói rằng người ta làm nghệ thuật không có chân chính, hoặc là chưa có đủ bản lãnh mà đã giàu như vậy thì là một cái nó không đúng theo cái quy trình làm nghệ thuật theo kiểu mà trải dài thời gian kinh nghiệm. Nói gì đâu có đúng đâu. Nghệ sĩ hay làm bất cứ nghề gì cũng vậy, nó cũng cái may mắn nữa, chứ không phải là lúc nào mà mình làm mình phải đong đo cái thời gian, cái kinh nghiệm mới là có được cái sự thành tựu. Cái người này mình thấy chuyên môn đi đả kích với nghệ sĩ rất nhiều luôn, và luôn luôn lúc nào cũng đả kích Đàm Vĩnh Hưng. Thì bây giờ mình đã cho các bạn coi những cái clip Đàm Vĩnh Hưng ở bên đây như thế nào, họ đi trình diễn có đông khách hay không. Và cái sự biểu tình vừa qua ở đâu. Và mình muốn nhấn mạnh lại anh chàng không có biết gì về California, nhưng á người ta biểu tình tại Milpitas, cách thành phố San Jose 15-20 phút, nằm trong tiểu bang của California. Anh này chưa tìm hiểu rõ ràng thì đã lên, tại vì tôi với tất cả các bạn bè qua coi cái clip của anh chàng này, nói mình tại vì nó vô tình thôi, đang coi clip kia cái nó nhảy qua clip này á, mình để TV nó chạy á thì nó nhảy qua, thì nó ai cũng lắc đầu cười, nói anh chàng này hình như có thù nè, có thù cho Đàm Vĩnh Hưng nè, máu nhiều bởi Thượng Hải lắm nè, cho nên lúc nào cũng theo Đàm Vĩnh Hưng cắn hết trơn á. Nhưng mà nếu mà anh chàng này nói đúng á thì mình cũng không nói gì đâu, tại vì nói sai sự thật, mà hoàn toàn sai sự thật luôn nữa, mà với có những cái lời nói có vẻ như là phỉ báng người ta, nhục mạ người ta, tức là mình cảm thấy cái này nó không có đúng. Khi mà đưa tin cho khán giả thì mình phải đưa tin cho đúng không các bạn ha. Với lại mình cũng đã trực tiếp, bạn bè mình cũng muốn đi coi Đàm Vĩnh Hưng mà đâu có vé đâu đi coi. Vâng, một buổi sáng không phải là bốc phốt ai hết, mà chỉ muốn tâm sự cùng quý khán giả về những gì đang xảy ra xung quanh với lại Mr. Đàm. Một lần nữa mình nói rằng mình không phải lăng xê cho Đàm Vĩnh Hưng đâu,
mình không thích giọng ca này gào hay thét, mình nghe mình không không vô trái tim mình. Nhưng mà đi coi á, thì cũng có những người khác nữa, chẳng hạn như trong đó cũng có Đăng Nguyên nè. Với lại mình muốn đi coi để cho biết, hồi đó giờ mình cũng chưa có một cái show nào mà mình đi coi Đàm Vĩnh Hưng. Bạn bè cũng rủ nhưng mà không có vé. Mua vé thì họ hết vé rồi. Mình muốn một lần để trải nghiệm đi coi live show của Đàm Vĩnh Hưng ca như thế nào thôi. Đại khái là như vậy. Chứ có nhiều người nói anh chàng này đang lăng xê hay là đang cổ võ hay là đang làm này kia nọ cho Đàm Vĩnh Hưng. Cũng phải, cái gì mình cũng muốn trải nghiệm một lần để biết, không các bạn ha. Đó. Vâng. Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng với mình chia sẻ những thông tin về ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang lưu diễn tại ở Mỹ và những sự thật ở đằng sau. Cảm ơn tất cả quý vị. Nếu thấy thông tin hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Kali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.